Lúc ông xâm án là tay tạng đầm náng lên kỳ nạp bạc chúng tôi, dù là khởi thá cả ham khuất xâm án chế cầm phút lửa bóc cầm hôn Facebook mình áo chô bởi tế Campuchia, nâng chế phó áo vô chùm biến một lời khuôn ánh vinh. Cả đại ra thay bà Campuchia ham khuất mà nông bởi phê bí nè, đại chế cầm bởi xa phí bà cầm hôn mê ta mình áo chô một chân tức đây Campuchia nè, về ai nâng thưa ơi, bất thế chỉ ra nó là bị phổ lộ đi quân chúng phù hợp rất thập bảo Campuchia hay biết ai nhận thưa ơi, áp on từ đó kế chúng phù hợp nó bảo hợp rất thập bảo Campuchia phòng đá đây là thưa ca song sắc tiếng cổng rau từ lơ cầm hôn meta đại ban bật Facebook nó bảo luôn xem chúng luôn pro môi khè lúc bên to thả xong bây giờ lúc mình ông đang mê lập hai vô thiên nó phù mê nắng hay nắng mê lập nam vô thiên nó phù mê một chúng luôn nắng cho trong ban cơm hôn meta hai mình nói về Facebook phong đây có phần tế phù mía mình ban chặt cái thiên kha song sắc từ lời cơm hôn Facebook nội tế hay lâu ở tây tạ bờ thiên tập đây Mỹ Donald Trump nó có trao ban cơm hôn Facebook bắt mình nói về phong đấy đời xa có này dây tàu nói miền cả nhung ở miền có bậc cam hàng xa nó đọc phía nó hay lâu Donald Trump có ở miền khơi chặt bờ thiên kha song sắc trong cuộc họp cơm hôn Facebook đây tôi tập với luôn sẽ bài chia chặt bờ thiên kha song sắc từ lời cơm hôn Facebook tập với nhé anh ấy chia riêng môi đài thôi up on kê chung một bậc cam bị chia tập với nhé có phần tay lộ bình đất kinh phía và thiên vật chiến sản tầm nhạc tầm nông ổn trả chiếc này định bình đất phía Campuchia dù khách của tôi bình đi. Phần cả này nếu khi em kết hạ vì miền cả trăm bài đại dương trao bình đất lợi tất phía và phá lâu bạc chiếm môn sân. Mẹn tên tớ rõ thăm phía ba này bật đầy mối ai bật cả bộ cô là mà nhạc rư tràn nhạc thà chỉ bộ cô là mà ai tập tù liệu bán đòi ai lơ cả này xem xem và dân chỉ còn chỉ nhạc càng tốt ai nhạc càng tốt rụng nút còn ở vòng bình như tôi nằm tiên bậc luôn hô đi ở vấy đại chế đàn xe mặt cách ở vấy đại chế phê ai kia xét nhạc càng tốt trao bàn ảnh nhạc hai cơ miên cả này nhạc đàn mình mến chỉ nhạc càng tốt hai cơ trao bàn bậc cả thà chỉ bộ cô là mà ai tập tù liệu bán đá cứ ca na bộ cô lúc thơ giả càng phía bà rư có thơ dịch đầy loài ca na muối đá rìa bạc phó tập đó là xoắn sọc bọc bật tế mùi chẳng rọt thập bà này bật tế núp cứ miền sức trong ca bạc ca thà bộ cô lúc núp rư có trả nét chỉ bộ cô đài mình ai tập tù dọc bàn ai bật sân chỉ dương ai tập thiệt phải chạp bạc mùi tiết bẹp bọn chỉ mùi nâng miệt ra bẩm buôn này sự nhà trong dàn chứ nằm bọt bẩm buôn rồi học sợ mùi đây vì tập đoạn nóng ca tốt có bàn phải chạy đấy thà rọt mà chặt cái cứ miền sệt ở nông ca bạc cả tháp bạc cô nam này chỉ bạc cô đang mình ai tự tu dọn bán đời ở miền ca chạm bạc từ thưa ca và vô hạt phò tề và lô cầm sóc trên này bị phiền vô bài tam bớt Facebook chia cầm hôn bên đây chỉ cầm Roxy đó thò môi nè chấm nuối khi mình chọn bạc bò à tệ thì chôn ở bạc khuôn tê chỉ bị sai lô khuôn san chia à tệ thì chôn đó thom ở đâu chấm nuối bán chả ăn bị quạt đầu tiên kể rất tay mình chọn bạc bò có bàn tay chấm nát cá rồi bỏ Facebook đài xâm rạch phá ác quát và mùi khái cứ bước tại Facebook treo liêng chùm bè mình ai bỏ bọn bản đá nhờ rồi bỏ khuôn bẻ bọn đều nâng cạp sai hăng xa nâng ọc cực thạc cam rồi bỏ lộ khôn xa Facebook kì sớp ổng kê tràn cả nây bọc hai mình mến tại mùi bì cả nây hai kì bắt đầu tì ổng bì xa cam bà phíp sai rồi bỏ lộ khôn xa chê bỏ mát ở rộp mình ọc sai ổng bì cả cạp xâm lạp ngược mùi vay mùi tam vay đo tia bình chôn bụi chương càng tự đo tia bánh bê âm bọc hay môi chia đàm mên tên tớ ca phá á bà môi khai ni khiom tam đàn mơ sạch ở rương tớ Facebook kì dục dô đo lục khôn sàn phong tam tùm hôm là mơ rồi bà lục khôn sàn ná cua nát tại Facebook á môi chân nằm dàng tay ai nó lúc dương gồm anh bà thiên bà chìm đốt bà chìa bà rốt nằm mấy áp hi vót nâng sàn tập hiệp bà bà bánh hẳn lý kìm dương thà bia chìa rương môi đà sắp lại đó và anh giáo viên tiếp từ ai để thôi ỏi các máy chức cần ăn nữa dù lúc xây dựng nên thì cầm chìa ở đây để chìa ca phư bà rõm nó cứ chìa ca riêng là vì tự biên là một phụ quân nó để chìa ca phư bà rõm để ca bỏ sai là một phụ quân nó cài chúng tôi ỏi miền thiệp ở vì tự biên mấy cả của cầm chìa và chìa tự xe thì thật là sẽ thiệp thật là 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 thật rồi thật bà của ta nhận cả cha na của bộ phận anh ta bằng cùng oi đặt phần ó của đề chân cá là nhằm kết thà mà chỉ cần phần bá chân cá của cài dồn khơi khóc nghĩa đấy bạn còn đây khi nhằm đơn thà cài dồn khơi bỏ cụ còn đẹp mạnh nhất là bạn
còn tới hiện tại công sản đó từ bây giờ mấy cậu mình viên cập nhật viên dự báo được như thế nào đây mà hai chị thì ai viên cập nhật dự báo có kia này là từ có viên cả ក្រុមហ៊ុនមេត្តាឬក៏យើងស្គាល់សមាញថាក្រុមហ៊ុន Facebook ធ្វើចំពោះកម្ពុជាចំពោះប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមួយដែលរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យដែលរំលោភទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទទួលនៅព័ត៌មានពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនពេញចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាជាវិធានការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋា
ដែលជាការអនុវត្តជាអន្តរជាតិនឹងក៏ឃើញមានដែរបុគ្គលដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាបុគ្គលមិនអាចទទួលយកបានដែរហើយក្នុងករណីខ្លះដែលជាការអនុវត្តជាអន្តរជាតិនឹងក៏ឃើញមានដែរបុគ្គលដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាបុគ្គលមិនអាចទទួលយកបានក៏អាចត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រកាសហ្នឹងដោយបុគ្គលនោះក៏បានធ្វើការសុំទោសឬក៏ទទួលកំហុសអ្វីជាដើមអញ្ចឹងលោកអ៊ុំសំអាងបាទកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងប្រទេសសេរីបន
đây là xã phía bà rốc mà chua bà 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 EBA chúng nó phải phê rối hay xa ràng lịch của bản toàn màn bắt đầu bà 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 កម្ពុជាក៏បានទទួលតនកម្មនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរៀបចំបោះឆ្នោតខ្លែងៗកន្លងមកនេះហើយនឹងគម្រោងនៃការបោះឆ្នោតខ្លែងៗនិងការបោះឆ្នោតមកគ្រប់កិច្ចនៅខែកក្កដានេះផងដែរថ្ងៃ23ខែកក្កដានេះដូច្នេះបន្តពីការបោះឆ្នោតទៅ នឹងមានតរកម្មបន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិណាលោកកឹមសុខផលប៉ះពាល់ពីចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទី1យើងគួរពិចារណាថាក្រុមហ៊ុនមេតា Facebook ចាត់ការលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលគឺបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនដែលល្មើសនឹងគោលការណ៍សកលរបស់មេតា Facebook ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាឆ្លើយតបដោយប្រើអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងរដ្ឋបណ្ឌិតបុគ្គលិកគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញ នេះគឺជាការប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងបំពេញហើយច្បាប់គឺជាមូលដ្ឋានដ៏ធំដែលអ្នកវិនិយោគអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេបានកាលណាលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចបំពេញរបៀបនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសធំធំទូទៅព្រឺមិនចង់រកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេទី2គោលការណ៍ Meta Facebook គឺជាគោលការណ៍សកលដែលគ្រប់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកគោរពដូចគ្នា ដោយមិនគិតអំពីឋានៈសង្គមគេគោរពពេញពិភពលោកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែឯងគាត់ធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងមិនចេះសំបីតែគោរពគោលការណ៍សកលហើយដូច្នេះអ្នកវិនិយោគដែលរកស៊ីសុចរិតគេគិតហើយថាតើគេអាចធ្វើវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជារបៀបណានេះធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខូចខាតដល់ប្រទេសកម្ពុជា ទាំងធ្វើឲ្យអាប់មុខកម្ពុជានិងអាម៉ាស់មុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផងលោកបណ្ឌិតកិនភីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះគឺវាមិនបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាប្រឈមមុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទេគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាសន្តិសុខជាតិឬអធិបតេយ្យជាតិឬក៏កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិត្រូវបានគេរំលោភត្រូវបានគេលូកលាន់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់ចេញនូវវិធានការឬក៏ ចំណាត់ការចាំបាច់នានាដែលអាចមានដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យការពារនៅសន្តិសុខរបស់ខ្លួនហើយវាមិនមែនជាការប្រឈមមុខជាមួយលោកសេរីនោះទេពីព្រោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាឬក៏ Facebook ទាំង 22នាក់នោះគឺមិនមែនតំណាងឲ្យប្លុកលោកសេរីទេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្រុមហ៊ុននោះទទួលបាននៅការពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលកម្ពុជា
từ và cả phải chôn một to tàng chỉ mùi nâng bản đà và tê lục sở rây nà mùi hữu tê kìm kết hà chùm nạt ca rạp bò hơi rít rạp thì bà càng phải chia thơ làm lý cứ còn tại ca phía nữ dự tật thô ca phía nữ thập bà tay nâng bóng ca rụng lô bữ có ca chia 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 tê khăn ông phí sầm nạc bò rạp tê rạp mộc lơ và tê rạp bò khuôn tê bản đọc. RFI